Sáng ngày 20 tháng 7, tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong đến trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Kiệt, trưởng phòng quản lý đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và mong muốn thời gian tới, ông Lê Thanh Kiệt tiếp tục phát huy năng lực của mình, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.